marketing, về bán hàng, cách đàm phán, về cái cách xây dựng đội ngũ, cái cách làm sao mà để chúng ta có được nhiều khách hàng, cái cách làm sao để tăng cái doanh thu lên, cách làm sao để chúng ta chăm sóc khách hàng cho nó phù hợp. Khởi sự kinh doanh gửi đến cả nhà chúng ta. Nhớ đăng ký theo dõi 11 giờ trưa mỗi ngày. Tâm thì nói về khởi nghiệp, nói về bán hàng, nói về marketing, nói về cái cách lập kế hoạch, cái cách làm sao tìm sản phẩm, cái cách làm sao để chúng ta đàm phán. Ok mà, cái cách làm sao để chúng ta chuẩn bị cái năng lực thực thi, cái khả năng thực thi trong cái con người của chúng ta. Và cứ mỗi buổi trưa chúng 11 giờ trưa mỗi ngày, và cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, chúng ta lại tiến tới cập nhật kiến thức, trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, cái góc nhìn của chúng ta tốt hơn, thì chắc chắn là cái cách khởi nghiệp của chúng ta ra làm tốt hơn. Bất kỳ lĩnh vực gì cũng vậy, khi chúng ta có kiến thức thì chúng ta sẽ làm tốt hơn. Và các bạn nhớ theo dõi kênh bằng cách là các bạn cứ bấm vào cái nút đăng ký trên YouTube, thì các bạn bấm theo cái chuông ở bên cạnh bên kênh Facebook, thì các bạn nhớ bật và bấm vào cái chế độ thông báo, thì nó sẽ thông báo đến các bạn mỗi khi mình bật live stream lên. Chủ đề hôm nay là chúng ta nói khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp bắt đầu từ đâu. Ok, thường thường chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta sẽ lay hoay gì lời hay chúng ta sẽ tìm cái cách làm sao để chúng ta khởi nghiệp. Và chúng ta tìm cái cách gì? Thường thường là chúng ta hay đọc những cái bài báo về khởi nghiệp, những cái bài báo. Thì hơn 90%, thậm chí là 95% những cái bài báo khởi nghiệp đó là những nhà báo viết. Ok chưa? Những nhà báo viết. Những nhà báo thì họ có khởi nghiệp đâu. Phần lớn là những nhà báo họ viết, họ không có khởi nghiệp. Đó là tự nhiên. Và chúng ta muốn khởi nghiệp thì chúng ta lại đi tìm những cái thông tin đó như vậy. Đâm ra chúng ta có một cái góc nhìn vẫn cứ chưa có chuẩn xác về khởi nghiệp. Khoảng đâu đó 5% những người làm kinh doanh họ viết thật sự không tới nữa, tại vì đã đăng lên trên báo á, thì thường thường là nhà báo họ viết thôi. Người mà đăng báo thực sự mà viết thì rất là hiếm. Và phần lớn những cái người mà doanh nhân họ viết á, thì họ cũng đã là qua cái giai đoạn gì à? Họ đã qua cái giai đoạn khởi nghiệp rồi. Họ đã thành công, rất là thành công rồi. Thì đôi khi họ viết một cái tình huống nào đó thôi. Họ viết một cái tình huống nào đó trong cái hành trình của họ thôi. Tại của họ là nhiều. Ok. Hoặc là các bạn thấy rằng là những cái bài phỏng vấn về cái doanh nhân khởi nghiệp của các báo, của truyền hình, các đoạn video các bạn nghe, thì những bài phỏng vấn đó, thì các bạn thấy phần lớn những cái bài phỏng vấn đó thì sao à? Thì nó phụ thuộc vào cái câu hỏi của cái người phóng viên họ hỏi, và thế là nó như thế nào, và thế là họ cũng trả lời. Nó trong thời gian rất là ngắn thôi mà, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Hiếm những cái đoạn nào nó lên tới 1 tiếng thì nó cũng không có ra được cái bức tranh khởi nghiệp. Nó hoàn toàn không có ra được cái câu chuyện của khởi nghiệp. Và họ cũng không nói cho bạn bắt đầu từ đâu, họ chỉ cho những cái lời khuyên mang tính chất là chung chung. Ok mà. Và các bạn đọc những cái quyển sách khởi nghiệp thì phần lớn đa phần á, là các bạn đọc về doanh nhân Steve Jobs, các bạn đọc về ông chủ tập đoàn Hyundai, các bạn đọc về Bill Gates, Richard Branson. Ok, đọc những cái câu chuyện nghe nó rất là to lớn. Ok, phát biểu những cái câu rất là hay. Đặc biệt mình lên Facebook mình thấy những bạn mà đọc những cái câu là đời thay đổi khi ta thay đổi được. Tức là những cái câu nó rất là to lớn, nhưng mà rồi chừng cuối cùng chúng ta cũng không biết bắt đầu từ đâu. Bởi vì chúng ta không thấy ra được cái bức tranh khởi nghiệp. Ok các bạn, các bạn có cảm nhận ra điều này không? Hello, các bạn có cảm nhận ra điều này không? Và đó là lý do vì sao cái thế giới khởi nghiệp là một cái thế giới nó như thế nào. Nó
nó như thế nào, nó rất là gì, nó có một cái gì đó, nó thực sự nó rất là gì, nó làm cho chúng ta không biết cái điểm xuất phát từ đâu, không biết đi từ đâu đó. Vừa rồi mình nói cái điểm khởi đầu để các bạn thấy có một cái góc nhìn, đúng không, để các bạn thấy một cái bức tranh. Rõ ràng là chúng ta cứ lòng vòng trong một cái bài toán, ok không? Vậy thì cái câu chuyện ở đây á là 14 năm rồi mình luôn luôn ủng hộ các bạn ra khởi nghiệp, ra cái con đường làm chủ, mình ủng hộ nhiệt tình luôn. Vì sao mình ủng hộ nhiệt tình? Cái lý do thứ nhất á, làm gì làm thì nền kinh tế Việt Nam của chúng ta cái lượng người khởi nghiệp cũng còn quá ít, trên 100 triệu dân, cái lượng khởi nghiệp còn quá ít. Và cụ thể cái sự chứng minh cho cái sự quá ít đó là cái lượng học ra xin việc thất nghiệp cực kỳ nhiều và làm không đúng ngành nghề vô cùng nhiều, quá nhiều đi, làm không đúng ngành nghề, thậm chí giáo viên học ra cũng không có trường để dạy, rồi đào tạo hàng nghề ra đâu đâu không có trường để dạy. Thì cái cách tốt nhất là chúng ta đi khởi nghiệp để thứ nhất chúng ta tự giải quyết công ăn việc làm cho chính mình, cái thứ hai là chúng ta giải quyết công ăn việc làm cho những người thân của mình, và cái thứ ba là chúng ta giải quyết việc làm cho những người khác nữa, cái thứ tư là chúng ta giúp được xã hội nữa thì tốt nữa. Đó là cái lý do thứ nhất mà mình luôn cổ suý các bạn chọn cái con đường khởi nghiệp. Thì đằng nào thì chúng ta cũng đi làm, có hai cách làm, một là làm cho người khác, hai là làm cho mình. Vậy thì tại sao chúng ta phải đi làm cho người khác mới là làm, tại sao chúng ta không làm cho mình? Khởi nghiệp nó đâu có cái gì ghê gớm, nó đơn giản là gì, mình mở ra mình làm cho mình giải quyết công ăn việc làm cho mình, thay vì mình mang hồ sơ mình đi xin việc cho ai đó, hình dung chưa? Còn mình làm đã ok rồi thì mình bắt đầu mình làm cho ok. Mà đôi khi các bạn cứ đụng tới cái từ khởi nghiệp, các bạn cứ nghe gì ghê lắm, tại sao các bạn cũng nghĩ là mang hồ sơ đi xin việc là nó ghê đi? Thì khởi nghiệp là đơn giản là mình đi làm việc cho mình thôi, thay vì mình đi xin việc cho người khác. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai á là nền kinh tế chúng ta nó còn nhiều cái thứ ngổn ngang, xã hội chúng ta còn rất là nhiều thứ để cái người khởi nghiệp ra giải quyết. Hình dung chưa? Ví dụ là nhà cửa, các bạn thấy không, nhà cửa còn lụp xụp nhiều thì người khởi nghiệp họ ra họ phải xây. Sản phẩm các bạn thấy phần lớn sản phẩm hàng hóa của chúng ta ở đất nước chúng ta là chúng ta nhập từ Trung Quốc không, thì có những người khởi nghiệp chúng ta ra, chúng ta làm ra được cái hàng hóa đó thì chúng ta đỡ gì? Đỡ phải nhập hàng hóa từ Trung Quốc, chúng ta đỡ nhập hàng hóa từ những nước khác. Đơn giản là như vậy. Nghĩa là chúng ta, cái nền kinh tế nó còn ngổn ngang quá nên chúng cần gì? Cần ta ra khởi nghiệp để làm những cái việc đó. Ok chưa? Để chúng ta giúp. Dĩ nhiên khởi nghiệp á, nó tạo ra công ty, nó tạo ra sản phẩm, nó tạo ra dịch vụ, nó tạo ra những sản phẩm và ngành nghề mới. Dĩ nhiên khi khởi nghiệp á, mà khi mà bạn thành công được á, thì dĩ nhiên là bạn có nhiều thời gian, bạn thích làm cái công việc nào bạn làm tự do. Chứ khi thành công cũng có thể là bạn giàu, và cũng có thể là bạn rất là giàu, và cũng có thể là bạn siêu giàu, bạn cực kỳ thành công, cái đó không bàn cãi nếu mà chúng ta khởi nghiệp được thành công. Nhưng cái chuyện đó là cái chuyện còn dài, cái chuyện đó không đơn giản, cái chuyện đó còn dài. Cái chuyện đó là bạn cần phải đạt được một cái trình độ, nhưng mà ok mà nhưng mà nó như thế nào và khi khởi nghiệp thì bạn cũng cần phải đối diện với những cái gì, bạn cũng có thể là đối diện với những cái việc là các bạn có thể mất tiền, các bạn có thể là té, các bạn có thể là bị gia đình cản ngăn, bị gia đình bỏ cuộc, ok mà chắc ok mà rồi. Vậy thì chúng ta cũng phải hiểu cái vấn đề gì về mặt tâm lý, chúng ta cũng phải hiểu nữa. Các bạn biết không, đặc biệt là người lớn của chúng ta, nói ra hết để các bạn hiểu. Người lớn của chúng ta, ba mẹ của chúng ta thì gần như gì? Họ không muốn chúng ta té, họ không muốn chúng ta thất bại. Ok chưa nè? Người lớn của chúng ta, bà con của chúng ta, anh chị em của chúng ta, họ không muốn chúng ta mất mát. Ok chưa nè? Và họ muốn chúng ta cứ học hành rồi ra làm cái gì đó đều đều, cứ học từ từ rồi nó lên thôi, tất cả người lớn của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta
cũng biết rằng là không có gì thất bại nếu mà chúng ta té rồi chúng ta đứng lên. Cái câu rất là nổi tiếng đó, không có gì thất bại, tất cả chỉ là thử thách đó. Không có gì thất bại, tất cả chỉ là thử thách đó. Thì đó là cái câu rất là nổi tiếng của ông chủ tập đoàn Hyundai. Ok chưa này? Cuối cùng á, muốn ra khởi nghiệp á, bạn cần một cái tố chất, một cái tố chất rất là quan trọng, đó là bạn khát khao trở thành ông chủ. Ok chưa nè? Bạn khát khao, cái đó là tố chất quan trọng nhất, khát khao trở thành ông chủ. Nên là mình lúc nào mình cũng yêu cầu các bạn là hãy tuyên bố tôi là chủ doanh nghiệp, khát khao trở thành ông chủ. Mà đã trở thành ông chủ thì giỏi đi giải quyết vấn đề cho người khác. Ok chưa? Cần đó, cái đó nhất. Còn mọi thứ còn lại thì sao? Thiếu thì chúng ta học. Ok chưa nè? Mọi thứ còn lại thì đơn giản. Tức là ở dưới đây mình muốn nói với các bạn là bước đầu tiên là ở trong con người của bạn nó phải có một cái máu. Cái máu gì? Cái máu khát khao ra khởi nghiệp, cái máu muốn làm ông chủ, cái máu muốn trở thành doanh nhân. Bạn phải quyết được cái đó đã. Chứ còn cái máu làm công thì bó tay rồi. Cái máu làm công là bó tay rồi. Phải có khát khao đã rồi, phải có cái máu đó, cái đó là cái tiền quyết. Còn cái còn thiếu còn lại, thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, thiếu hết. Một hành trình khởi nghiệp là thiếu, cái gì cũng thiếu, một đống thiếu. Thì tất cả cái đó theo năm tháng, cứ từ từ chúng ta làm thì chúng ta sẽ có. Mỗi ngày luyện một chút, mỗi ngày luyện một chút, mỗi ngày luyện một chút thì chúng ta sẽ có. Ok chưa nè? Và có thể bạn sẽ chính các bạn nhìn thấy không đâu xa hết, những người chung quanh mình. Ok, các bạn sẽ nhìn thấy các bạn mà chịu ngồi nhẩm tính, một cái bà bán phở đâu gần nhà bạn, đúng không? Nếu mà bạn chịu ngồi bạn gặm nhẩm tính, dĩ nhiên là bà bán phở phải đông khách một chút xíu. Ví dụ họ bán một tô phở 50.000, một ngày đó họ bán được gì? Ok cho này, một ngày đó họ bán 300 tô. Một ngày họ bán được 300 tô thì các bạn thấy doanh thu một ngày của họ là 150. 15 triệu. Một tháng của họ là cũng gì? Doanh thu là 450 triệu thì họ kiếm trong túi, họ bỏ túi nó nằm cũng khoảng từ 150 đến 180 triệu. Các bạn thấy là một bà bán phở thôi, bình thường thôi. Một ngày 300 tô đối với họ rất là bình thường. Mỗi sáng 100 tô, trưa 100 tô, chiều tối 100 tô. Ok mà. Là họ cái gì? Họ cũng có. Ok chưa nè? Họ có. Các bạn có nhận ra điều này chưa cho nè? Họ có tiền lãi một tháng 100 mấy, 200 triệu là chuyện bình thường. Cái đó là các bạn chứng kiến. Rồi bạn cũng có chứng kiến những người bạn của mình, đúng không? Họ bỏ học nửa chừng, rồi họ ra họ làm kinh doanh. Có thể là bây giờ sau 10 năm các bạn thấy, họ có nhà, có cửa. Họ dư ra nhà cửa. Rồi nói những cái doanh nghiệp lớn hơn. Ok mà, các bạn sẽ nói những cái doanh nghiệp lớn hơn. Bạn nhìn ra những cái doanh nghiệp lớn hơn ở ngoài kia. Ví dụ như các bạn thấy là cái công ty vật giá hồi kia các bạn thấy rất là nổi tiếng đó, thì người ta bèo lắm người ta cũng phải có tài sản vài chục tỷ, có 100 tỷ là chuyện bình thường. Hoặc là các bạn thấy không, ở gần đây đó các bạn thấy chuỗi cà phê Milano, cái ông chủ đó cũng từ sinh viên đi ra thôi, người ta có tài sản rất là lớn. Tức là những người xung quanh của chúng ta, các bạn thấy chưa, nhiều lắm. Cái điều đó là các bạn thấy ra được cái bức tranh. Tuy nhiên nói đi và cũng chúng ta cần phải có một cái góc nhìn. Cái thế giới khởi nghiệp á, các bạn tưởng rằng là các bạn biết nhưng mà các bạn lại không biết. Cái thế giới khởi nghiệp á, mình đọc báo cũng thấy, lên tivi cũng thấy, sách vở thì nói đầy. Chúng ta tưởng biết nhưng mà chúng ta không biết. Vì sao? Hồi nãy câu chuyện nói, nhà báo thì có khởi nghiệp đâu. Nhà báo thì cứ suốt ngày nói nghêu ngao về khởi nghiệp. Rồi những doanh nhân, ok mà, những doanh nhân mà dạng doanh nhân làm thuê, họ làm tới vị trí CEO, rồi phó giám đốc, phó tổng giám đốc á,
họ cũng được mời vào trong cái hiệp hội khởi nghiệp. Đó, họ nói về khởi nghiệp. Những thầy giáo ở các cái nhà trường họ nói về khởi nghiệp. Nhưng mà 90-95 trong đó thì các cái trường đại học á, những thầy giáo trong đó thì những người đó hầu như là không có doanh nghiệp, họ chỉ là người học thôi. Trong quyển tuyển sinh, những điều cần biết mà các bạn nhìn vào của các trường đại học á, thì nó không có cái gì nói về khởi nghiệp hết. Ok mà, đơn giản, trường đại học, ok chưa nè, trường cao đẳng, trường trung cấp á, thì những nơi đó dạy cho bạn một cái nghề, công bằng mà nói, dạy ra cho ta một cái nghề để chúng ta đi làm thuê, ok chưa? Và xã hội, phần đông làm lớn là cứ muốn chúng ta đi ra xin việc để đi làm thuê, ok không? Mình có một người bạn của mình, họ dạy cái chương trình, dạy cái module chương trình đó, mà họ chưa bao giờ họ ra họ khởi nghiệp hết. Cái người bạn của mình họ làm trưởng cái bộ phận đó, họ đứng các lớp khởi nghiệp. Mình mới nói với người bạn của mình này, mình kêu tại sao mày không ra khởi nghiệp đi. Nó nói nhiều lúc đứng cái lớp khởi sự kinh doanh xuống người ta ra khởi nghiệp, nhưng mà bây giờ mà ai mà xuống mình thì mình lại không dám ra. Các bạn thấy vui không? Thì những cái người thầy giáo, những người chia sẻ đó, các bạn thấy phần lớn là họ không phải là những người khởi nghiệp, nhưng mà họ lại nói về thế giới khởi nghiệp đó. Và thế là chúng ta cứ đọc những cái đó, và đây những người khởi nghiệp, các bạn biết không, đây những người họ không có khởi nghiệp, họ chưa bao giờ khởi nghiệp, họ nói về khởi nghiệp rất là hay, có không? Họ chưa bao giờ khởi nghiệp, họ nói khởi nghiệp nó hay lắm. Các bạn đã từng gặp chưa? Vậy thì các bạn làm gì để ra khởi nghiệp, hoặc là các bạn khởi nghiệp như thế nào? Ok chưa nè? Các bạn cần phải khởi nghiệp nó như thế nào? Tại sao chúng ta lại muốn trở thành ông chủ? Chúng ta trở thành ông chủ như thế nào? Phần lớn á, phần lớn mọi người cứ y như rằng không biết từ đâu, họ cài đặt trong đầu, không biết từ đâu dạy cho họ, là họ nói rằng là ra khởi nghiệp cần phải có nhiều tiền. Ok chưa nè? Làm doanh nhân là cần phải có nhiều tiền. Tuy nhiên, đã ra làm khởi nghiệp thì không bao nhiêu tiền cho đủ. Doanh nhân là cái khả năng xoay sở. Ok chưa nè? Khả năng xoay sở, khả năng linh động, chứ không phải là cần có nhiều tiền. Ok, gọi cái từ là doanh nhân. Doanh là kinh doanh, nhân là con người. Ok. Nghĩa là gì? Doanh nhân nghĩa là chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta làm một cái gì đó liên quan tới con người, chứ không có phải là chúng ta cứ tập trung vào ra làm doanh nhân là cần phải có nhiều tiền. Dĩ nhiên là bạn cũng cần phải có một số vốn, nhưng mà không bao nhiêu vốn là cho đủ. Cái tài doanh nhân đó là cái tài xoay sở. Đã là làm doanh nhân thì đi liền với cái từ xoay sở. Ok chưa nè? Và dĩ nhiên làm doanh nhân là chúng ta rất là cần tiền, chúng ta cần có tiền, nhưng mà chúng ta có tiền bằng một cách chính đáng, chứ không phải là có tiền bằng mọi giá, hình dung chưa? Có tiền bằng mọi giá nó khác, có tiền một cách chính đáng. Trước đây em khởi nghiệp vì em quá nghèo, chính xác. Bạn nào nói rằng là em khởi nghiệp vì em quá nghèo, đó là rất là tốt. Và những người nghèo á, thì họ giỏi cái khả năng xoay sở. Khả năng làm kinh doanh là khả năng xoay sở. Vậy bạn cần chuẩn bị cái gì? Bạn cần chuẩn bị gì trước khi bạn ra khởi nghiệp? Thứ nhất, bạn cần chuẩn bị về mặt tâm lý. Ok, tâm lý gì? Thứ nhất là tâm lý đối với người lớn, những người ở chung quanh ta. Bố mẹ ta, anh chị em ta và những người chung quanh ta, họ không muốn ta là người thất bại. Ok, họ không muốn thấy đứa con chúng ta mạo hiểm. Nên là họ ngày đêm họ ngăn cản. Họ cứ bắt các bạn là hãy tập trung học đi. Họ cứ tập trung học đi, nhưng mà họ cũng không biết rằng trường đại học họ chỉ dạy cho chúng ta cái nghề thôi. Ok chưa này? Mà họ dạy cái nghề thì chẳng qua là cũng là cái gì? Cái kiến thức về nghề thôi. Bản thân trường đại học cũng dạy chúng ta có một chút xíu cái chỗ đó thôi. Họ đâu có dạy cho chúng ta cái con đường vào đời thôi đâu. Nhưng bố mẹ cứ bắt là tập trung chúng ta phải học đại học, phải học trung cấp gì đó. Nhưng mà nơi đó thì nó cũng chỉ dạy
một cái nghề thôi, là một cái mảng rất là nhỏ, gọi là vô cùng nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống chúng ta nó rất là cần nhiều cái thứ khác nữa. Hoặc là bạn có một cái nghề thì nó là một cái gì nó rất là nhỏ trong cuộc sống của chúng ta, nó là một cái chuyên môn nhỏ thôi. Cuộc sống chúng ta rất cần một cái không gian rộng hơn. Nhưng mà chúng ta cứ bị gì hãy tập trung học, hãy lo học. Và thế là học xong ra đời chúng ta như thế nào? Chúng ta lỏng bỏng. Vậy thì bạn phải gì? Bạn phải có một cái bản năng khác. Hôm nay bạn phải có một cái bản năng khác, là bạn phải nói chuyện với bố mẹ. Hoặc là nói một cái từ khác, là bạn phải tập cho bố mẹ quen với một cái việc gì? Bạn gì? Bạn sẵn sàng ra thử thách. Và bạn nói với bố mẹ rằng là con sẵn sàng chấp nhận ra thử thách. Và bạn cũng phải nói với bố mẹ rằng, bạn phải tập cho bố mẹ, những người lớn rằng là hãy ít can thiệp vào cái hành trình cuộc đời của con. Đừng có can thiệp vào tương lai của con nhiều. Ba mẹ cho con đi học là con cảm ơn rồi, đó là cho con cái nghề. Còn tương lai sắp tới, hành trình sắp tới là con đi, ba mẹ đâu có đi với con được. Và nếu bạn muốn ra khởi nghiệp á, là bạn phải làm việc tâm lý với gia đình trước luôn. Ok chỗ này, là sắp tới là con ra khởi nghiệp. Và cái việc ra khởi nghiệp á, cái chuyện mất tiền cũng là chuyện rất là bình thường. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mới ra thì nó té. Hoặc là cũng có thể là con mất rất là nhiều thứ nữa. Ok chỗ này. Tuy nhiên, con chỉ cần một cái thứ là những lúc con mất đó, ba mẹ ủng hộ con, ba mẹ đừng có từ bỏ con, ba mẹ đừng có chửi con, ba mẹ đừng có trách móc con. Chứ con học á, thì ba mẹ cho con học, nhưng con ra khởi nghiệp á, là ba mẹ ngăn. Rồi con ra khởi nghiệp á, con ngay cái lúc con thất bại á, con cần là gì, ba mẹ nâng đỡ, thì cái ba mẹ lại chửi con, thì không được. Các bạn cần phải có một cái tâm lý đó, cần làm việc với tâm lý của những cái người thân với mình hết. Các bạn phải làm việc với tâm lý với người yêu của mình, thậm chí với vợ mình, với chồng mình. Ok, các bạn phải làm việc cái tâm lý đó. Và phải nói luôn là cũng có thể là không phải con té mấy lần đâu, con té tới vài lần lận. Hãy để cho con té. Bởi vì như thế nào, con té thì con đứng dậy thôi, như vậy thì con mới trưởng thành được. Hoặc là cách tốt nhất là gì, ba mẹ nào mà cản quá thì sao không thèm nói luôn. Như mình là hồi kia mình không nói, hồi kia mình khởi nghiệp mình không nói, mình không nói với ba mẹ mình không biết. Cho tới chừng mình làm được rồi thì ba mẹ mới biết. Rồi sau đó mình thất bại, mình bán nhà bán cửa, mình cũng không nói với ba mẹ cũng không biết. Tết năm đó về nhà trong này bán rồi mà về ba mẹ không biết, bởi vì nói chuyện mất công, nó xung đột. Tức là chúng ta phải có cái bản lĩnh đó. Ok chưa nè, chúng ta cần phải có bản lĩnh là nó, tức là chúng ta phải có một cái bản lĩnh là chúng ta chuẩn bị tâm lý cho chúng ta thì không nói rồi, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho những người thân chung quanh ta. Ok, hồi nãy giờ các bạn học được nhiều thứ không? Rồi, bạn cũng tiếp gì? Bạn phải chuẩn bị tâm lý cho chính bản thân mình. Bạn phải suy nghĩ, tập trung ngày đêm. Nếu mình ra mà làm kinh doanh thì mình kinh doanh cái gì? Phải suy nghĩ, phải trăn trở chứ. Cái suốt ngày cứ nói câu em không biết kinh doanh cái gì. Tại sao cái người muốn ra kinh doanh mà nói câu không biết? Chúng ta phải nói cái câu là ồ, mình phải tìm cái gì để mình kinh doanh đây. Mình phải trăn trở nó, trăn trở 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng. Ok, bạn phải tìm. Rồi bạn phải gì? Sau khi tìm ra thì mình phải dám mình ra mình thử nghiệm. Đừng có thoải mái với bản thân mình quá. Bạn thoải mái với bản thân mình nghĩa là bạn luôn cho nó nằm ở trong vùng an toàn. Bạn phải thuyết phục bản thân mình là mình chính ngày đêm, các bạn phải thuyết phục chính bản thân mình. Chẳng lẽ cuộc đời mình nó chỉ như vậy sao? Ngày đêm tâm sự chính bản thân mình là mình cần phải gì? Mình cần phải bứt phá, mình cần phải thoát ra, mình phải quyết tâm. Mình phải quyết tâm mình khởi nghiệp. Ngày đêm mình tâm sự, mình tự nói với bản thân mình á, mình phải nói rằng là mình không được nhàn như vậy, mình không được gì, mình không được sống một cách thoải mái như vậy, mình không được sống một cách tèn tèn theo ngày tháng, cái kiểu nó như vậy. Ok chưa? Mình phải
tâm sự, chuẩn bị tâm lý đối với bản thân mình. À, phải nói với cái bản thân mình cái điều đó. Ok chưa nè? À, rồi ngày đêm mới tìm kiếm sản phẩm, tìm kiếm cái thứ để gì? Để mỗi ngày đêm nó chín mùi lên. Các bạn càng suy nghĩ về một cái gì thì nó chín mùi. Và một cái tâm lý gì? Ok, cái rào cản của các bạn là các bạn nói là hãy chờ ngày mai, ngày mốt. Và bởi vì sao? Bởi vì bạn chờ ngày mai á thì nó sẽ có ngày mốt, và ngày mốt thì nó sẽ có ngày kia, và thế là chờ hoài già luôn. À, cái câu mà giới trẻ nó hay nói là thích là nhích á, cái câu đó hay á. Mà thích là mình làm luôn, làm luôn không có nghĩa là ra là làm bự luôn, nhưng mà mình phải bắt tay từ những hành động nhỏ nhất, bắt tay từ những hành động nhỏ nhất. Rồi các bạn hay viện lý do gì à? À, do em thiếu. Nên nhớ là suốt cuộc đời khởi nghiệp, suốt cuộc đời làm kinh doanh là chúng ta luôn thiếu. Cái chữ thiếu nó đi liền với ta. Chúng ta thiếu nguồn lực. Ok chưa nè? Chúng ta thiếu tiền, chúng ta thiếu thời gian, chúng ta thiếu những mối quan hệ. Ok mà, chúng ta thiếu. Khởi nghiệp là thiếu. Làm cỡ nào nó cũng thiếu. Lên cái công ty bự cỡ nào nó cũng thiếu. Đi liền với cái chữ khởi nghiệp là đi liền với cái chữ thiếu. Nó là không có cái thời điểm nào là tốt. Tức là các bạn hay có cái như nào? Chờ thời điểm tốt. Cái tâm lý của các bạn là chờ cái thời điểm tốt. Nhưng các bạn nên nhớ, thời điểm tốt chính là ngày hôm nay là thời điểm tốt. Ngày hôm nay chính là thời điểm tốt. Không cái còn thời điểm tốt nào bằng thời điểm hôm nay hết. Còn chúng ta cứ ra đi, chúng ta cứ ra, thiếu cái gì chúng ta bổ sung cái đó, thiếu cái gì chúng ta xoay sở cái đó, thiếu cái gì chúng ta tìm kiếm cái đó. Bởi vì đơn giản ra chúng ta mơ gì, khi chúng ta ra thì chúng ta mới tìm kiếm được. Khi chúng ta ra chúng ta mới biết chúng ta bổ sung cái gì. Rồi thiếu tiếp. Suốt cuộc đời là thiếu. Nó là thời điểm tốt nhất chính là thời điểm hôm nay. Hành trình ngàn dặm, người ta nói là bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Bao giờ cũng vậy á, muốn tắm mà nước nó lạnh quá thì chúng ta phải sôi sôi từ từ chút. Hình dung chưa? Ra khởi nghiệp mà mình hình dung nó khó quá thì chúng ta phải từ từ từng chút tiếp. Muốn tắm mà nước nó lạnh thì chúng ta phải sôi nước vào chân trước tiếp để nó thích nghi trước, rờ cái tay để chúng ta thích nghi trước. Ok mà. À, nếu mà ra khởi nghiệp mà cảm giác rằng là chúng ta sợ quá thì chúng ta phải sờ sờ chút chút. Chứ chúng ta không có thể là không làm cái gì hết. Và gì? Lúc còn trẻ thì phải nên bắt đầu sớm. Bởi vì sao nên bắt đầu sớm? Còn trẻ mới có sức đứng lên. Và khi còn trẻ bạn đứng lên nó rất là sung sức. Các bạn chờ, rồi nó già rồi làm sao mà bắt đầu đây? Già hết sức rồi, già nó đuối rồi. Còn trẻ nó là sớm. Đặc biệt là cái tuổi sinh viên, đặc biệt là cái tuổi 18, cái tuổi 17, cái tuổi 20, 22. Ồ, mấy cái tuổi đó là tuyệt vời nhất. Bởi vì mình còn trẻ, mình còn sức, cái cơ hội của mình nhiều. Hình dung chưa? Càng lớn thì cái cuộc đời chúng ta nó hẹp lại, cái sự lựa chọn chúng ta nó hẹp lại, sức rướng của chúng ta nó yếu lại. Tuy nhiên, độ tuổi nào thì cũng làm được hết. Độ tuổi nào cũng chiến đấu được hết. Độ tuổi nào cũng bừng cháy được hết. Viết lên rằng khởi nghiệp không cần phải có nhiều tiền. Khởi nghiệp là khả năng xoay sở em. Khả năng xoay sở. Mai Xuân Hoàng đằng nào cũng phải làm thì làm sớm. Ok tuyệt vời em. Tony Quốc, thiếu cái gì thì bổ sung hoàn thiện sau. Đúng rồi. Thiếu cả đời mà. Làm sao mà đủ được. Mà không có đủ. Nó là thời điểm tốt nhất là thời điểm hôm nay. Khi còn trẻ thì không hiểu. Khi hiểu thì không còn trẻ nữa. Đúng rồi, bạn Trang nói chính xác. Khi còn trẻ thì không hiểu ra được vấn đề. Hiểu được vấn đề thì hết trẻ rồi. Từ khi được thầy mới thấy thời gian tuổi tác nó cực kỳ quan trọng như thế. Đúng rồi bạn Tuấn Khanh. Chúng ta đâu có còn dài nhiều thời gian để chúng ta làm đâu. Không còn nhiều. Ok cho nè. Rồi, vậy tiếp theo chúng ta. Vậy là vừa rồi mình nói gì à? Các bạn phải chuẩn bị tâm lý đối với ai? Một là chuẩn bị tâm lý đối với người thân yêu của chúng ta. Hai là chúng ta chuẩn bị tâm lý dài, chuẩn bị tâm lý với chính ta. Ba là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải học cái kỹ năng giao tiếp.
Ok, cái khả năng mà bạn không thuyết phục được vợ, bạn không thuyết phục được mẹ, bạn không thuyết phục những người thân yêu của mình là bởi vì bạn đang vướng cái khả năng đầu tiên. Bài học đầu tiên trong cuộc sống là kỹ năng giao tiếp. Con người nó có cái miệng, chúng ta phải có cái khả năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp tốt, nó giúp cho chúng ta thành công trong cuộc sống. Bất kỳ người thành công nào họ cũng có cái khả năng giao tiếp tốt hết. Tiếp theo đó là chúng ta học cái kỹ năng bán hàng. Ok, bán hàng nó giúp cho chúng ta sống được, nó giúp cho chúng ta, doanh nghiệp chúng ta nó tồn tại được, nó giúp chúng ta mang được dòng tiền về. Nó là hãy nhanh nhất, không ra khởi nghiệp lớn thì cũng làm nhỏ nhỏ, hãy nhanh nhất tham gia vào cái công việc bán hàng, chuẩn bị một cái công việc bán hàng nào đó, cứ bán. Ok, bán mỗi ngày càng tốt, chúng ta bán được, chúng ta gặp được 10 khách hàng thì kỹ năng chúng ta nó sẽ tiến bộ dần lên. Gặp được 100 khách hàng thì nó lại tốt hơn. Gặp 1000 khách hàng thì bắt đầu chúng ta trở thành người bán hàng giỏi. Ok. Và bán hàng nó giúp cho chúng ta gì? Vượt qua cái sự chai mặt. Các bạn biết không? Đây những người họ đi làm thuê, họ làm thuê gì? Họ làm thuê tới cái con trưởng, họ làm thuê tới giám đốc marketing, họ làm thuê tới CEO, nhưng mà họ không thể bán hàng được bởi vì họ không vượt qua được cái sự e ngại đi thuyết phục người khác để mua hàng. Họ e ngại trước đám đông, họ e ngại việc gặp một người lạ, họ không chấp nhận được một cái cảm xúc từ chối từ người khác. Ok chưa này? Họ như thế nào? Họ thà ở trong văn phòng bị ông chủ sai khiến, bất làm gì làm, nhưng ra bán hàng mà gặp người khác thì họ thà không. Họ còn nói rằng là sai tôi làm cái gì thì làm, đừng có cho tôi làm những cái việc đó. Và bạn luyện cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng ngay từ đầu á, nó giúp cho bạn gì không gì gọi là gì, một cái tinh thần trách nhiệm đối với công việc của mình, một cái tinh thần đối diện với những cái khó khăn, và một cái tinh thần gì vượt qua được những cái trở ngại của mình. Ok không ạ? Bạn phải luyện được những cái việc đó, còn nếu mà bạn không luyện được thì làm sao mà bạn ra bạn khởi nghiệp? Rồi mới ra khởi nghiệp thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải là gì? Tự bán hàng, rồi tự mình tính toán sổ sách, tự mình gói hàng. Bản chất tất cả những cái việc đó là nó giúp các bạn gì? Tự hoàn thiện năng lực, khả năng thực thi, gọi là khả năng làm việc của mình á. Ok không ạ? Rồi ok cho nè. Và cứ xem mỗi cái công việc đó là một thử thách, mỗi công việc đó là một bài tập để chúng ta hoàn thiện cái khả năng làm việc của ta mỗi ngày. Ok chưa này? Rồi không những thế, trong cái giai đoạn mà đang tập sự này, là các bạn không những thế bán, không phải bán một mặt hàng, mà tìm mặt hàng A bán, tìm mặt hàng B bán, tìm một hàng C bán nhiều những cái mặt hàng khác nhau. Thậm chí bạn tập bán những cho khách bình dân, tập bán cho khách cao cấp, rồi tập bán cho công ty. Ý là chúng ta va chạm nhiều người khác nhau để chúng ta gì? Để chúng ta có một cái góc nhìn rộng hơn về khách hàng của mình. Hình dung chưa? Mình nhớ hồi xưa ra khởi nghiệp ban đầu là mình như thế nào? Mình mà mang hồi đó không phải khởi nghiệp, mà lúc đầu là thời sinh viên, đi mang cái dầu gội đầu bán, phải đi từng nhà. Lúc đầu mình đâu có dám đi, hồi đó đi làm thuê mà. Vào công ty thì công ty nó cũng hay, nó chia ra một tớp, cứ đi ba người. Thì có ba người nên mình dễ đi. Rồi sau đó mình quen thì mình đi một mình. Đó là cái thời sinh viên. Rồi sau đó bắt đầu mình đi dạy kèm. Muốn để có dạy kèm thì mình phải gì? Mình phải đăng báo, mình phải đi dán tờ rơi, mình phát tờ rơi, rồi họ gọi mình tới, rồi bắt đầu mình mới thuyết phục là mình dạy cái gì cái gì, tức là cái khả năng trình bày của mình để mình thuyết phục người khác. Đó là gì? Đó là từng bước mình vượt qua những cái ngại ngùng đó. Rồi sau đó mình đi bán nước mắm. 3 tháng đầu mình bán, khách từ chối nhiều, mình bán không có được. Họ cứ chê là nước mắm Cam Ranh của mày dở, nước mắm Phú Quốc ngon. Và mình không biết cách làm sao mình thuyết phục. Đôi khi mình nói nó rất là dở hơi. Bây giờ mình nghĩ lại những cái kỷ niệm đó, mình thấy nó như thế nào? Nó rất là củ chuối.
Nhưng mà những cái gì của Chúa là những cái kỷ niệm nó luôn luôn đẹp. Và những cái gì của Chúa á, nó luôn hun đúc cho mình những cái bài học rất là hay trong cuộc sống, đồng ý không ạ? Các bạn không chịu va chạm ấy, nên các bạn mất đi những cái giây phút đẹp đó. Ok chưa nè? À, đúng rồi Ngọc Tâm, em làm như vậy là tốt rồi. CEO đây là Chief Everything Officer, đúng rồi. À, làm tất tật mọi thứ. Cái công đoạn này nó quan trọng. Cái công đoạn này là gì? Nó giúp cho chúng ta hoàn thiện những cái kỹ năng. Rồi tiếp theo nữa là gì? Sau khi chúng ta thấy là chúng ta vững vững chạy chạy những cái đó, bán hàng được, tập làm mọi thứ được, tập tành được, thì bắt đầu bước tiếp theo, bắt đầu ra kinh doanh nhỏ nhỏ. Bắt đầu ra kinh doanh nhỏ nhỏ. Ok chưa nè? À, bắt đầu mình suy nghĩ lớn nhưng mà bắt đầu nhỏ. Lúc này bắt đầu mở ra gì? Mở ra một cái quán, mở ra một cái shop, hoặc là bắt đầu gì? Mở ra một cái thương hiệu kinh doanh online nhỏ nhỏ thôi. Tại sao chúng ta phải làm nó nhỏ nhỏ? Chúng ta phải tập gì? Tập đứng mũi chịu sào, đúng không? Tập trách nhiệm, tập đứng mũi chịu sào. Hình dung chưa? Hoặc là cái thời mà bạn tập đi bán hàng cũng vậy. Bạn đi bán một mình, và bạn cũng nên đi bán với đội nhóm, để mình tập cái kỹ năng gì? Học làm việc chung với đội nhóm, tương tác chung với đội nhóm. Ok không à? Có những cái làm một mình, nhưng mà những cái càng làm với đội nhóm. Rồi bây giờ là ra bắt đầu làm kinh doanh riêng. Làm kinh doanh riêng, bắt đầu chúng ta mở một cái shop, mở một cái tiệm, mở một cái gì đó. Lúc này cũng là tập luôn. Tập nhưng mà quy mô nó lớn hơn một chút xíu, là tập đứng mũi chịu sào, tập chịu trách nhiệm. Có như cái sự hài hước nhất á, cái sự ngớ ngẩn nhất á của những người làm khởi nghiệp, đặc biệt là dân văn phòng á, nó ra khởi nghiệp là nó như thế nào? Nó ra khởi nghiệp là nó mở một cái, nó dồn toàn bộ tiền để nó làm cấp bụp một cái, để cái quán của nó trong gì? Trong hành tráng, trong gì? Trong lộng lẫy, trong cho xứng đáng với cái hành trình làm chủ. Cái đó là ngớ ngẩn nhất ở trên đời này, là mới vừa ra dùng hết tiền bạc mọi thứ đặt cái bậc vào một dự án. Đó là sự ngớ ngẩn. Họ đâu có biết rằng là gọi là gì, 99% luôn, 99% luôn, những cái gì mà chúng ta làm đầu đời đầu tay đều thất bại hết. Các bạn đồng ý không? 99% luôn. Cái lần mà bạn đi tán gái đầu tiên trong đời là thất bại hay thành công, đúng không? Cái lần mà bạn đi gặp khách hàng đầu tiên trong cuộc đời này là thất bại hay thành công. Cái lần mà bạn leo lên cái xe bạn đạp lần đầu tiên trong cuộc đời này thất bại hay thành công. Cái lần mà bạn nhảy xuống bạn bơi lần đầu tiên trong cuộc đời này là thất bại hay thành công. Ghi vô đi, 99,9% những cái gì mà ra làm đầu tiên thì luôn luôn là gì? Luôn luôn là thất bại. Hiếm khi mà chúng ta thành công ngay cái lần đầu tiên lắm. 99% lần đầu tiên làm là thất bại, để mà thấm comment xuống. Nó là mở nhỏ nhỏ, làm chút chút. Để gì? Để tập đối diện với vấn đề. Ok chưa nè? Để tập gì? Tập xoay sở, tập chịu trách nhiệm. Hình dung chưa? Tập gì? Tập thôi, dù nó thất bại cũng tuyệt vời, bởi vì ta đang tập mà. Cái gì bắt đầu làm cũng thất bại hết, làm gì tự nhiên dồn vào làm cứ bụp một cái, sao được? Để tập đứng mũi chịu sào, tập chống chọi. Ok chưa nè? Ok, rồi bắt đầu là để test cái khả năng thực thi. Khi mà bạn ra khởi nghiệp, bạn nên nhớ nè, khi mà bạn ra khởi nghiệp á, bạn thất bại không có nghĩa là cái sản phẩm bạn nó không tốt, không phải vậy đâu, mà thường thường á là cái khả năng thực thi của bạn nó tồi. Hình dung chưa? Bạn mới đạp xe đạp á mà bạn té là không có nghĩa là bạn không đi xe đạp được. Bạn mới nhảy xuống bơi á, hình dung chưa? Bạn chưa bơi được á không có nghĩa là bạn không bơi được, mà do là cái khả năng bơi của bạn nó tệ, do khả năng đạp xe mình tệ, người ta gọi là cái khả năng thực thi. Hình dung chưa? Nó là mình
mình ra khởi nghiệp một cái gì đó nhỏ nhỏ để gì, để nó xảy cho chúng ta những cái bài học. Bài học về gì? Bài học về bán hàng, bài học về tiếp thị, bài học về giao hàng, bài học về đóng gói, bài học về chọn địa điểm, bài học về cách đăng bài lên Facebook, bài học về cách chụp hình như thế nào cho nó đẹp, bài học làm sao để chat với khách hàng, bài học làm sao để nói câu nào với khách hàng cho nó chuẩn, bài học làm sao để chuyển tiền cho khách hàng, rồi khi khách hàng complain á, thì chúng ta xử lý nó như thế nào, hiểu không ạ? Bài học về sự chuẩn bị, về cái cách mua hàng, về cái cách trữ hàng, về cái cách bảo vệ hàng trong kho, bài học về lập kế hoạch, bài học về gì, làm sao giữ năng lượng, nhiệt huyết, chiến đấu cho tới cùng để không bao giờ bỏ cuộc, hình dung chưa? Chứ không có phải mới ra chưa gì hết rồi đòi làm giàu, mới ra chưa gì hết rồi đòi đánh lớn, thôi nhanh lớn, làm gì có cái chuyện đó. Bạn muốn đạp được cái chiếc xe, bạn té vài cuốc, trầy vài lần, trầy xước tay chân vài lần. Bạn muốn bơi được, bạn phải uống vài chục lít nước. Muốn tốt nghiệp được đại học, cũng thi đi thi lại tới mấy lần. Có nhiều bạn cứ suốt ngày cứ đọc sách khởi nghiệp, lập ra cái group đọc sách để thành công. Ok, cái chiều đó tốt. Nhưng cái điều đó là gì? Bạn mới là gì? Bạn mới luyện cho mình cái gì? Cái não tốt thôi. Cái não tốt thôi. Nhưng một cái rất là quan trọng, đó là mình nói là cái năng lực thực thi á, là bạn phải là người đích thân đi ra làm, đích thân xông pha. Ok không ạ? Cái này nó còn dữ hơn cái khả năng đọc sách nữa. Suốt ngày cứ đọc sách, rồi mộng mơ, rồi tiếp lên những cái câu ở trên mạng á, làm như mình thần thánh, nhưng mà chừng cuối cùng khả năng thực thi mình dở ẹt. Đó là lý do vì sao các bạn phải lăn ra đường, phải làm, phải lăn xả, làm online hay offline vậy cũng phải lăn xả hết. Để gì? Để giải cái bài toán năng lực thực thi. Đó là lý do vì sao á, bạn cứ chui vô các cái trường học, rồi bạn học thì như thế nào, bạn không thể thành công được. Bởi vì sao phần lớn những cái người mà dạy kinh doanh thì họ đâu phải là cái dân gì, dân kênh kinh doanh. Rồi bạn đọc trong sách vở, đọc trên báo thì đó là toàn là báo chí viết. Bạn đọc những cái quyển sách chiến lược thương hiệu, chiến lược marketing, cái đó là bài toán của doanh nghiệp lớn. Ok chưa nè? Hãy bắt đầu những cái việc nó rất là đơn giản. Mở ra quán phở, mở ra quán trà sữa làm nhỏ nhỏ thôi, bắt đầu bán hàng online, cứ tập làm như vậy thì từ từ chúng ta sẽ như thế nào chúng sẽ thành thục. Trong 2-3 năm là chúng ta sẽ khá giỏi ra rồi. Song song đó thì chúng ta phải xây dựng một cái hệ sinh thái xung quanh mình. Vừa làm vừa xây dựng hệ sinh thái là như thế nào? Làm quen với những cái người mà buôn bán lĩnh vực ngành nghề với chúng ta, làm quen với gì là những cái nhà cung cấp, làm quen với gì với những cái cơ quan chính quyền, làm quen với ai, làm quen với shipper, làm quen, phải làm quen hết để mình xây dựng cái mối quan hệ hệ sinh thái của chúng ta. Để gì? Để lần lần mình mới làm lớn được. Ok chưa nè? Rồi mình mới tìm những cái người bạn cùng khởi nghiệp với mình để mình nói chuyện. Khi mà mình ra mình khởi nghiệp á, thì mình chỉ có nói chuyện với những người cùng khởi nghiệp với chúng ta thôi. Mới ra khởi nghiệp thì mình phải làm quen với những người khởi nghiệp với chúng ta thôi. Bạn không thể nói chuyện chung với mấy anh bạn kia được. Mất năng lượng lắm, nó mệt lắm. Có những lúc cô đơn, có những lúc buồn trong khởi nghiệp là bạn phải nói chuyện với ai? Nói chuyện với những người bạn đã từng khởi nghiệp như chúng ta nè, hoặc là nói chuyện với những ông anh đã ra khởi nghiệp trước vài năm rồi. Chúng ta lòng vòng, chúng ta cứ nói chuyện với mấy ông mấy bạn chưa bao giờ ra khởi nghiệp thì làm sao mà được. Nó làm bạn nhục ý chí ngay. Nó làm cho bạn bỏ cuộc ngay. Hình dung chưa?
Nên là đó là chúng ta cần phải tìm cái hệ sinh thái xung quanh của chúng ta đó. Ok nè. À, rồi phải phân bổ thời gian đọc sách, những cái quyển sách chúng ta thiếu, phân bổ thời gian làm việc, phân bổ thời gian như thế nào, nói chuyện với cái, những cái người mà kinh doanh trước ta, phân bổ thời gian để như thế nào, tìm hiểu sâu về sản phẩm. Những cái việc đó nó rất là nhiều. Đó là lúc mà kinh doanh nhỏ nó tập cho chúng ta những cái việc đó. Lúc kinh doanh nhỏ đó nó từng bước nó tập. Tiếp theo là gì? Bắt đầu chúng ta ra kinh doanh lớn ra một chút xíu, làm lớn ra một chút xíu. Lúc này là gì? Lúc này là bắt đầu con người của bạn như thế nào? Đó, bắt đầu là thường thường là vượt qua khoảng 2-3 năm, con người của bạn bắt đầu là thấy là ồ, những cái kỹ năng trong kinh doanh chúng ta phản xạ được rồi, bán hàng là good rồi, marketing cũng good rồi, khả năng đàm phán cũng ok rồi. Thì bắt đầu nó như thế nào? Ok cho nè, bắt đầu chúng ta lúc này chúng bắt đầu mới suy nghĩ cái việc lớn hơn, suy nghĩ làm sao mà làm sao để doanh thu chúng ta đạt 1 tháng 1 tỷ, làm sao 1 năm doanh thu chúng ta nó đạt triệu đô. Lúc này chúng ta mới như thế nào? Bắt đầu suy nghĩ làm sao mướn văn phòng lớn, làm sao để xây dựng một cái website lớn. Ok chỗ này, nhìn cái thị trường rộng lớn hơn, làm sao bán một ngày ok mà vài chục đơn hàng, làm sao một tháng để lên 1 tỷ, hình dung chưa? Bắt đầu rành rẽ hơn rồi mà. Lúc này là dám thuê văn phòng, lúc này là bắt đầu là sắm sửa máy tính laptop đồ kia làm việc, hình dung chưa? Và lúc này là như thế nào chúng ta quyết chiến? Tại vì sao lúc này bắt đầu là qua 2-3 năm rồi mà. Thường thường là khoảng 3 năm đầu chúng ta tập tành đó, tập ra khởi nghiệp nhỏ nhỏ đó, thì bây giờ là bắt đầu chúng ta ngon rồi. Lúc này là phải mở chi nhánh, lúc này là phải nhân ra, lúc này phải nhượng quyền, lúc này là phải gì? Có đội ngũ team, những em nó vô nó làm chung với chúng ta, hình dung chưa? Bắt đầu nghĩ cái việc mở rộng làm lớn. Rồi chúng ta phải gì? Phải lưu ý đến cái tiền. Ra khởi nghiệp suốt vòng đời giai đoạn nào chúng ta cũng cần tiền hết. Tiền nó chính là gì? Nó giống như là máu của chúng ta vậy đó. Hết máu là xong. Trong doanh nghiệp cũng vậy. Ok, hết tiền là dừng. Phần lớn những khởi nghiệp thất bại là gì? Giai đoạn 1 khởi nghiệp thất bại là gì? Là thiếu kiến thức. Nhưng giai đoạn 2 vừa rồi mình nói mà thất bại là bởi vì thiếu tiền. Hết tiền là dừng cuộc chơi ngay. Ok chưa nè? Nó là ra khởi nghiệp là bạn phải như thế nào? Phải quan tâm tới dòng tiền, phải tiết kiệm dòng tiền. Ok chưa nè? Thường thường những người ra khởi nghiệp mà bạn không có hiểu, bạn tính toán nó như vậy nhưng mà khi ra thực tế bạn làm nó đổ lên 3-4 năm lần là chuyện bình thường. Nên đó là lý do mà bạn cần phải biết lập một cái bản kế hoạch kinh doanh. Lập cái bản kế hoạch kinh doanh để chúng ta như thế nào? Để chúng ta kiểm soát được cái gì? Được cái lượng tiền của chúng ta. Để chúng ta kiểm soát được. Còn không là các bạn sẽ tiêu cái chỗ đó. Các bạn không kiểm soát được lượng tiền là các bạn sẽ tiêu. Hình dung chưa? Nó là chúng ta phải theo dõi dòng tiền ra, theo dõi lòng tiền vào. Làm gì làm ok chưa nè? Làm gì làm thì lúc nào trong công ty cũng phải có tiền. Thiếu một cái ok mà là gần như là các bạn rối đồ hình liền. Và nhớ giai đoạn khởi nghiệp đừng có mượn tiền của ba mẹ làm. Nhớ nè, ra khởi nghiệp không có dùng tiền của ba mẹ làm. Vì sao? Các bạn dùng tiền của ba mẹ làm rồi, công ba mẹ các bạn thua lỗ rồi, mất tiền của ba mẹ làm sao? Ba mẹ làm cả đời nuôi các bạn ăn học rồi, bây giờ các bạn khởi nghiệp các bạn lại lấy tiền của ba mẹ rồi bạn làm mất nữa. Nên là ra khởi nghiệp là chúng ta phải xoay sở trong cái khoản tiền của chúng ta. Đi vay, đi mượn rồi bên ngoài để làm. Không tuyệt đối là không được dùng tiền của ba mẹ để ra khởi nghiệp. Ba mẹ về già, thứ nhất là ba mẹ về già cần cái lượng tiền để chữa bệnh, chữa trị, cần một cái lượng tiền để mà đảm bảo cái cuộc sống ba mẹ về già, bởi vì ba mẹ không còn lao động được nữa.
mình còn trẻ, về mình lấy tiền của ba mẹ mình đi khởi nghiệp. Mình thấy những cái ông dở hơi về nhà lấy tiền ba mẹ đi khởi nghiệp. À, một số gia đình thì ba mẹ khá giả thì còn cái tiền giữ ở trong. Còn có nhiều người như thế nào, cái tiền của ba mẹ là những đồng tiền cuối cùng luôn. Ở trời ơi, lấy đi mất. Như vậy là không nên. À, mà trong khi kỹ năng thì mình thì không có, hình dung chưa? À, rồi về gì, về người làm chung thời sao? À, lúc đầu thì chúng ta làm một mình, nhưng mà sau đó thì chúng ta như thế nào? À, chúng ta tuyển người vô, ok, thậm chí là chúng ta hùn hạp, ok, mà hùn hạp cái kiểu gì đi nữa thì chúng ta phải gì, các bạn á, tuyển người sai cũng vậy và hùn hạp sai cũng vậy, là bạn kết liễu doanh nghiệp của mình ngay. Hùn hạp mà không đúng người là kết liễu doanh nghiệp của mình ngay. Tuyển người sai vô thì nó như thế nào? Nó phá công ty mình tan bành. Mình phải chọn những người mà mình như thế nào, mình yêu quý và mình chơi được. Vì sao yêu quý chơi được? Những người á, kinh nghiệm của mình á, những người á mà những cái lúc mà mình khó khăn á, họ vẫn chia sẻ với mình, họ vẫn tới mình, họ hỏi thăm mình. Có cái cách nào để vượt qua không? Tức là những lúc mà mình khó khăn á, thì những người đó là những người chơi được và có thể hùn hạp được. Còn những người á mà gì, khi mà chúng ta khó khăn, nó cảm giác nó tránh chúng ta đi á, hoặc nó né chúng ta đi á, thì đừng bao giờ đụng với những con người đó hết. Kể cả tuyển nhân viên cũng vậy, kể cả chơi cộn cũng vậy, đặc biệt làm ăn chung với cũng vậy. Sai người là nó kết thúc sự hùng hạp á, mà sai người là nó kết liễu sự nghiệp của chúng ta ngay. Còn tuyển nhân viên mà sai người là nó phá tung á. Bạn phải muốn chơi với ai lâu dài á, muốn biết được á, là bạn phải thử người đó ở cái giai đoạn bình thường và ở giai đoạn bạn khó khăn, ok chưa nè, thử những cái con người đó tính cách họ như thế nào là biết nè. Mình gặp cái điều này lắm, mình mà khó khăn một chút xíu là nó tránh mình liền, ok chưa nè. Thì đừng, những cái người đó giao du cho vui thôi, chứ những người đó là những người không bao giờ làm ăn chung hết á. Bạn ăn chung bạn sẽ trả giá cực lớn, ok nè. Và đối xử với nhau như là chân tình, ok nè. Các bạn nên nhớ là mối quan hệ tốt nó quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta. Vậy thì nhân viên mà chúng ta tuyển ok, nó quyết định cái chất lượng công việc, nó quyết định cái chất lượng của công ty của chúng ta, ok chưa nè. Nôm na nó là như vậy. Nói chung á, là cái doanh nghiệp của chúng ta ra khởi nghiệp nó giống như một cái đứa bé sơ sinh vậy á. Bạn hình dung đi, hành trình khởi nghiệp của bạn giống như một cái đứa bé sơ sinh vậy á. Những ngày đầu của đứa bé sơ sinh nó là cái gì các bạn biết không? Mục tiêu duy nhất của nó là sống, ok chưa nè. Mục tiêu duy nhất của đứa bé, cái một đứa bé sơ sinh mới sinh ra, các bạn thấy không, nó không biết làm gì đó. Mục tiêu duy nhất của nó là sống. Mình nói đi nói lại, khởi nghiệp mục tiêu duy nhất là làm sao 3 năm đầu phải tồn tại được đã. Một đứa bé sơ sinh nó sinh ra, mục tiêu duy nhất của nó là sống, có cái gì đó để nó ăn. Nó ăn cũng không cần ngon, các bạn thấy nó bú mỗi cái sữa mẹ thôi, nó cũng không có bú cái gì ngon, là nó bú đúng mỗi cái sữa mẹ. Và gì, và nó không mắc bệnh tật gì, và nó có gì, nó vượt qua được cái giai đoạn đó là tự nhiên no sống. Nó cũng đâu có cần phải ăn quá nhiều, ok mà, nó cũng đâu có phải làm gì để nó lớn nhanh, ok, là nó cứ theo đúng quy trình đó là tự nhiên đứa bé nó lớn. Các bạn thấy chưa, một đứa bé mà nuôi một đứa bé sữa sơ sinh đó, đảm bảo cho nó có sữa mỗi ngày nó uống, đảm bảo cho nó là như thế nào, không bệnh tật, ok không à. Đảm bảo đó là bắt đầu đứa bé nó lớn từ từ, nó lớn từ từ. Và khi nó lớn lên một chút xíu là bắt đầu nó như thế nào. Chứ bây giờ bạn dồn cho nó ăn nhiều nó lớn nhanh được không? Không. Và nó lớn nhanh quá thì nó trở thành béo phì,
hình dung chưa? Nôm na lại, nôm na na lại là gì? Mỗi ngày ra khởi nghiệp rất là đơn giản, mỗi ngày là chúng ta một chút, giống như cái quyển sách của mình á, mỗi ngày một chút thôi. Chúng ta hoàn thiện từng chút, từng chút, từng chút một. Sống được đã, nó là 3 năm đầu tiên là 3 năm ok không ạ? 3 năm, bạn nào mà vượt qua 3 năm á mà bạn cứ lỡ bị thất bại á, vượt qua 3 năm rồi mà tới năm thất bại thì bạn vẫn cứ ngon, tại vì sau đó bạn làm lại được à. Còn bạn nào mà trong 3 năm đầu mà bạn thất bại là phần lớn là bạn té luôn. Tại vì cái cú té đầu quá thì bạn sẽ sợ không dám làm lại. Hình dung ra điều này chưa nè? Khởi nghiệp giống như nuôi một đứa bé sơ sinh, chính xác, y chang, không có cái gì khác. Mục tiêu của nó là nó phải lớn và nó lớn từng bước thôi. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chúng âm 11 hôm nay là hơi dài đúng không? Hơi dài nên là thấy có một số người ngán đó. 11 giờ trưa mai mình sẽ chia sẻ bạn cái chủ đề khởi nghiệp là liệu cơm gắp mắm. Ok chưa? Khởi nghiệp nghĩa là liệu cơm gắp mắm. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu với cái chủ đề đó. Cảm ơn cả nhà mình đã xem cái buổi livestream hôm nay. Khi chúng ta nhìn trên cái diện rộng thì chúng ta thấy ông A, ông B, ông C nó rất là bự vậy đó. Thì mỗi quận á, nó lại có những cái thằng mà nó vô địch. Mình nói là ngay cái đất Sài Gòn này nè, cái miếng bánh trống nó còn cực kỳ nhiều.